Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmax. Và ngày hôm nay thì mình xin review cho các bạn một dụng cụ, một thiết bị chúng ta dùng để gọt cắt quả dừa để sử dụng trong làm kem hoặc là lấy nước dừa. Ở đây là sản phẩm thiết bị của chúng ta, dụng cụ rất là đơn giản, toàn bộ là đều bằng inox 304, rất là sáng và cực kỳ là đảm bảo vệ sinh trình chúng ta sử dụng cũng như là trong quá trình mà chúng ta vệ sinh máy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này, khung toàn bộ là inox 304. Và cái phần thay ở bên dưới này cũng thế, bộ là bằng inox 304. Cái phần dao thì cực kỳ là sắc, chiều dài của con dao này lên tới 50 cm. Mọi người có thể sử dụng dao ngắn hoặc dao dài tùy vào cái quả dừa của chúng ta, mà chúng ta sẽ lắp dao ngắn hay dao dài để chúng ta làm cho nó hợp lý. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy ở các cái phần chân, các phần chân đế thì bên mình có thiết kế làm sẵn các cái đầu bắt ở đây. Ví dụ như mọi người muốn cố định lại thì chúng ta cũng có thể để cố định, hoặc khi chúng ta cần di chuyển thì chúng ta cũng có thể là di chuyển đến các một vị trí khác nhau. Phần đây là dùng để chúng ta dùng để đục lỗ quả dừa. Khi mà quả dừa sau khi chúng ta cắt đầu cắt đuôi xong thì mà mình cần để lấy nước thì mình chỉ cần một thao tác rất là nhẹ nhàng thôi thì chúng ta sẽ lấy được lỗ của quả dừa và chúng ta sẽ cầm ống hút vào. Mình sẽ thực hiện test trên quả dừa luôn. Đây, ở đây mình đã có dừa rồi. Và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Chúng ta sẽ để quả dừa vào nhé. Mọi người điều chỉnh quả dừa. Sau đấy thì mình sẽ... Mọi người có thể nhìn lớp cắt này. Rất là mượt. Ví dụ như những quả dừa nào mà cái phần vỏ nó dày quá thì mình có thể cắt làm hai lần. Và ví dụ như chúng ta muốn lấy nước thì chúng ta chỉ cần để vào vị trí đó. Vậy là chúng ta đã lấy được nước quả dừa nhé. Quả dừa để chúng ta làm, ví dụ như chúng ta làm kem dừa chẳng hạn, hoặc là lấy nước dừa chẳng hạn. Là vừa giờ mình đã thao tác quả dừa trên thiết bị gọt vỏ dừa cũng như là chặt đôi quả dừa này. Một thiết bị rất là đơn giản nhưng mà khi mà mình làm việc thì năng suất cực kỳ là cao và rất là hiệu quả. Để mà biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này cũng như là mua hàng thì quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Vinmax luôn luôn cung cấp các sản phẩm, các thiết bị dùng trong thực phẩm, trong nông nghiệp, những thiết bị thông minh và hiện đại nhất dành cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.